Wow, một cái ngôi chùa mà mình khi mà vào bên trong á, mình thấy nó đẹp giống như là trong tranh đó mọi người. Và có một cái điều cũng rất là đặc biệt khi mà mình vào bên trong đây thì mình thấy rất là nhiều những cái dòng chữ ghi là Om Mani Padme Hum. Đây là tiếng phiên âm. Qua phía bên này là tiếng, có thể là tiếng Sanskrit nè. Tiếng Sanskrit đây. Ở đây có những cái xoay xoay như thế này. Mình hay thấy ở những ngôi chùa của Bhutan. Mình xoay coi thử. Ui, xoay được. Xoay được rồi mọi người. Có một cái pho tượng. Mình không rõ đây là pho tượng của vị nào. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Nhân đang có mặt tại huyện Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa. Và một cái rất là tình cờ thôi, Nhân đi ngang qua cái đoạn đường rất là xa xa phía ngoài kia kìa. Thì vô tình mình thấy có một cái bảng hiệu nhỏ nhỏ gắn ở ven đường á. Và có ghi cái dòng chữ rằng là Chùa Hoa Bảo Sơn. Nghe một cái tên nó rất là hay luôn. Và nó thôi thúc mình ngày hôm nay là phải len lỏi vô trong một cái con hẻm. Và huyện Khánh Vĩnh là một trong những cái huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng mà khi mà đến đây á, thì Nhân bắt gặp có một cái ngôi chùa rất là đẹp luôn, Chùa Bảo Hoa Sơn. Đó thì khi mà đứng ở ngoài cổng nhìn vào bên trong á, thì nó có một cái nét gì đó giống như những ngôi chùa ở dưới miền Tây á. Đó, phải để biết ngôi chùa bên trong với một cái vẻ đẹp nó như thế nào thì Nhân mời mọi người hãy cùng đồng hành video cùng với Nhân để tham quan ngôi chùa nha. Đây là phía trước cánh cổng của ngôi chùa. Một cái điều mà mình cảm thấy cũng rất là khác biệt so với một số ngôi chùa khác. Thường thì mình thấy là một số ngôi chùa sẽ ghi những cái dòng chữ nó không giống như thế này. Ở đây thì có dòng chữ là Thiền Môn nha. Và ở phía bên phải thì sẽ có cái dòng chữ là Nghiêm Tịnh. Thường thường một số ngôi chùa thì mình sẽ thấy ghi dòng chữ là Từ Bi. Hồi xưa là Từ Bi Hỷ Xã, rồi hôm nay thì sẽ có cái câu là Từ Bi Trí Tuệ. Và phía bên kia thì Nhân thấy một số bà con người đồng bào thiểu số, đặc đa số là người đồng bào Rắc Lây á. Thì bà con đang rọc cái vỏ của cây keo á. Nếu mà mọi người xem cái video trước, Nhân có ghé thăm một gia đình người đồng bào Rắc Lây, thì chị gái có chia sẻ rằng là công việc hàng ngày của chị là đi lột keo. Thì đây là cái công việc lột keo nè. Đó, mọi người thấy không? Lột mà sạch một cái cây keo thì sẽ được khoảng 700 đến 800 đồng. Và một buổi thì có thể kiếm được vài chục ngàn, 50-60 ngàn gì đó mọi người. Đủ mua gạo ăn sống qua ngày thôi chứ cũng không có dầu đó. Cái công việc nó rất là cực. Và trời thì rất là nắng nha. Mọi người đang còng lưng để mà làm việc. Thì người ta có cái câu dân gian là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời á, là những công việc như thế này nè mọi người. Đó, mấy cô thì mặt thì lúc nào cũng cúi cúi xuống để lột vỏ, và lưng thì phơi lên trên trời á. Đó, cho nên có cái câu là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời là như vậy. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu vào bên trong tham quan ngôi chùa. Khi mà mới vừa đi qua khỏi cái cánh cổng này thôi thì vào bên trong á, thì mình đã có một cái cảm giác nó rất là khác rồi. Trước khi mà đi vào bên trong khu chánh điện của ngôi chùa thì mình sẽ đi phía bên ngoài, mình tham quan và sẽ chia sẻ một số hình ảnh ở phía bên ngoài để mọi người cùng xem. Wow, một cái ngôi chùa mà mình khi mà vào bên trong á, mình thấy nó đẹp giống như là trong tranh đó mọi người. Cái khung cảnh nó yên bình và nó linh thiêng như thế nào, mình cảm thấy nó rất là khó tả luôn.
Và có một cái điều cũng rất là đặc biệt khi mà mình vào bên trong đây thì mình thấy rất là nhiều những cái dòng chữ ghi là Om Mani Padme Hum. Ghi rất là nhiều nha, cứ mỗi cái khoảng cách nó ngắn ngắn khoảng 1m2, cách nhau khoảng 1m2 một ô như thế này là sẽ có cái dòng chữ là Om Mani Padme Hum này. Đây là tiếng phiên âm. Qua phía bên này là tiếng, có thể là tiếng Sanskrit nè. Tiếng Sanskrit đây. Om Mani Padme Hum. Và có một cái ngôi tháp nó rất là đẹp. Nếu mà nhìn từ cái góc nhìn này thì có lẽ mọi người sẽ tưởng tượng rằng chúng ta đang đứng ở Bhutan đó. Lần đầu tiên mà ở miền Trung. Đây là ngôi chùa thuộc miền Trung nha. Rất đặc biệt. Nó không giống bất kỳ một ngôi chùa nào ở miền Trung hết á. Lần đầu tiên mà mình tới luôn. Ở giữa ngôi tháp phía bên trên thì có đặt một pho tượng Phật. Mình không nhìn rõ là Ngài Thích Ca hay là tượng A Di Đà, nhưng mà mình đoán chắc có lẽ là Phật Thích Ca. Tự nhiên mình đặt chân vào trong cái khu vực mà có cái dòng chữ Om Mani Padme Hum á. Bỗng nhiên mình cảm thấy nó nổi hết da gà. Ở đây có những cái xoay xoay như thế này. Mình hay thấy ở những ngôi chùa của Bhutan á. Mình xoay coi thử coi. Ui, xoay được. Xoay được rồi mọi người. Đây là biểu tượng của Phật giáo. Và cái này thì mình xoay được này. Và cái ý nghĩa của cái việc mà xoay như thế này thì mình cũng không rành mấy. Nhưng mà mình thấy là mọi người hay ở bên Bhutan á, người ta hay xoay cái này nè. Wow. Bên trong có tượng đây là tượng của vị nào đây mình không rõ nữa. Thật sự đây là một ngôi chùa rất là khác biệt và nó tạo cho mình một cái cảm giác nó rất là linh thiêng. Phía xa xa bên này thì có một cái pho tượng.
mình không rõ đây là pho tượng của vị nào. Phía bên kia có một cái công trình gì phía bên đó. Mình sẽ tìm cái con đường để mà đi lên. Đây là ngài Di Lặc. Khi mà đứng từ xa nhìn xuống như thế này nè mọi người, thì mình mới thấy được hết cái vẻ đẹp của nó. Và theo như cái suy nghĩ của Nhân á, nếu như mà chúng ta cảm thấy trong cơ thể của chúng ta mà vướng phải những cái điều gì đó về tâm linh á, thì chúng ta có thể vào trong khuôn viên của cái khu vực này này. Có rất là nhiều những cái dòng chữ Om Mani Padme Hum, rồi những cái gì đó mà nó xoay xoay đó. Khi mà chúng ta vào đây tĩnh tâm và đọc cái dòng chữ là Om Mani Padme Hum, và chúng ta cứ đi quanh quanh vòng ở đây, và chúng ta nguyện và chúng ta niệm, thì có thể rằng là Phật Pháp sẽ chứng minh cái lòng thành của chúng ta, và có thể là tiêu trừ những cái gì đó liên quan tới tâm linh nếu mà chúng ta thành tâm. Cái đây là cái suy nghĩ cá nhân của mình thôi, còn đúng hay là không như thế nào đó thì có lẽ là phải kiểm nghiệm thực tế thì mới biết được mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong cái khu vực có pho tượng của một vị, mà vị này thì mình cũng không rõ nữa, không rõ là pháp hiệu của ngài tên gì luôn. Lần đầu tiên mà mình thấy luôn. Tay phải nè, tay phải của ngài thì cầm một cái vật gì đó. Cái vật này mình cũng không biết là cái vật gì. Tay trái của ngài thì cái này là cái gì đây? Mình có một cái thắc mắc rằng là cái có một cái cây mà ở trên đó có vài cái đầu người đây này, và ý nghĩa của ba cái đầu người này là cái gì ta? Thank you.
mình sẽ đi qua phía bên kia. Thực sự là đây là một cái ngôi chùa mà mình gặp rất là ngẫu nhiên thôi, cũng không có liên hệ trước với lại sư thầy ở trong đây, cho nên là cái việc mà đi thăm chùa và ghi lại những hình ảnh như thế này không biết là có được sự cho phép hay không nữa. Nhưng mà mình thấy chùa đẹp quá. Bên này có một cái công trình đang dang dở, có tượng của Phật Thích Ca trên này. Đây là một công trình được xây dựng dang dở hay sao? Mình thấy ở đây vẫn còn cát với lại sạn nằm ngay vị trí này, chắc là đang tiếp tục làm. Ở đây có những cái bụi tre vàng vàng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi sâu hơn vào bên trong ngôi chùa, biết đâu mình sẽ gặp được sư trụ trì và sẽ tiếp tục chia sẻ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến thẳng vào khu vực chánh điện. Cảnh quan ở đây thì thật sự là giống như trong tranh nha mọi người. Ở bên trong khuôn viên của ngôi chùa thì mình thấy một cái cảnh quan nó rất là mát mẻ luôn. Bởi vì có rất là nhiều cây xanh bóng mát. Và khuất xa xa ở cái cây kia thì có tượng mẹ Quan Âm. Và bây giờ thì mình cũng không rõ rằng là chùa Bảo Hoa Sơn thì sẽ là bên Phật giáo nào. Có nghĩa là Phật giáo thì chia làm nhiều nhánh, bao gồm Bắc Tông, Nam Tông, rồi rất là nhiều. Nhưng mà khi vào bên trong thì mình chưa thấy sư thầy ở đâu, cho nên là cũng không có tiện hỏi mọi người. Thôi thì bây giờ cứ đi một vòng tham quan chùa xem thử là có điều gì thú vị hay không. Rồi bây giờ mình cũng chưa có xác định được là chùa mình là Nam Tông hay Bắc Tông. Ui, có một cái lá vừa rơi và sau đó chắn ngang đường luôn. Coi nè, mọi người xem này. Cái chiếc lá nó rơi á, và sau đó nó bị vướng vào một cái mạng nhện, sau đó nó bị treo như thế này luôn. Một chiếc lá này có lẽ là một cái gì đó. Rồi, cứ tạm thời giữ đây.
Ok, phát hiện có một chú tiểu. Để hỏi thăm chú thử. Chào chú. Ghé thăm chùa. Thấy chùa đẹp quá, quay phim. Sư đâu? Sư đâu rồi? Sư bà. Hả? Thầy á. Âu, chùa mình là sư bà hả? Dạ. À, bà đang nghỉ hả? Dạ. Ồ, thôi để bà nghỉ ha. Cho đi tham quan chùa tí nghe. Thì ở đây là sư bà chứ không phải là sư thầy. Ồ. Chú, đây là chú tiểu hay là cô? Chú hả? Dạ. À, ở đây lâu chưa? Dạ, ở thì 3 năm. 3 năm rồi, là nhà ở gần đây không chú? Dạ, ở bên Vũng Tàu. Úi cha, tận Vũng Tàu đây hả? À, vậy là ở với bà lâu nay rồi? Dạ. Là 3 năm nay rồi? Dạ. Ồ, hay ha. Rồi, cảm ơn chú nha, để đi tham quan chùa tí. Vậy là chùa của sư bà chứ không phải là sư thầy. Nam Mô A Di Đà Phật này. Có rất là nhiều những cái bức tranh Phật treo trên đây. Và không biết là nó ý nghĩa của những bức tranh này, thì mình thấy ở đây có rất là nhiều vị Phật. Còn vị, những vị đây thì là gì đây? À, hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát, thần hộ mạng người tuổi Dần. À, rồi, vậy thì mình hiểu rồi. Có nghĩa là đây là những cái bức tranh như đây này của các vị này á, là hóa thân của 12 con giáp. Ồ, vậy là hôm nay mình sẽ có một cái duyên để mà chia sẻ những vị hóa thân của Phật và sẽ hộ mệnh cho những người theo tuổi gì đó, mà mình sẽ chia sẻ nha. Và ai tuổi gì thì mọi người sẽ được nhìn thấy vị đó sẽ hộ mạng cho mình. Đầu tiên này là Chân Đạt La Đại Tướng, là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát, sẽ hộ mạng cho người tuổi Dần. Rồi mình sẽ tiếp tục đi qua phía bên này. Phía bên đây là Ma Hổ La Đại Tướng, hóa thân của Phật Dược Sư, là thần hộ mạng của người tuổi Mão. Rồi, nhân chia sẻ nhanh qua thì mọi người ai tuổi gì thì sẽ nhớ nha. Phía bên này thì hơi tối một tí, thôi để nhân đọc cho. Ba Di La Đại Tướng, hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, hộ mệnh cho người tuổi Thìn. Rồi tiếp tục, bên này càng hơi tối nữa, để nhân đọc. Đây là Nhân Đạt La Đại Tướng, hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát, hộ mạng cho người tuổi Tỵ. Đây, cho mọi người nhìn kỹ hơn xíu nha, bị ngược nắng cho nên khó thấy. Rồi mình sẽ tiếp tục qua phía bên đây. Đây là San Đế La Đại Tướng, hóa thân của Hư Không Tạng Bồ Tát và hộ mạng cho người tuổi Ngọ nha. Tiếp tục. Đây là Ác Nã La Đại Tướng, hóa thân của Ma Lợi Chi, hộ mạng người tuổi Mùi. Này mọi người nhớ nha. Rồi tiếp tục. Để mình lấy cái hoa ra mình đập cho nó dễ. Đây là An Đế La Đại Tướng, hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ hộ mệnh cho người tuổi Thân.
ai là người tuổi Thân thì nhớ ngài nha. Ngài là An Đế La Đại Tướng, An Đế La Đại Tướng, hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai tuổi Thân thì nhớ niệm ngài thì ngài sẽ phù hộ. Đây là Mê Xí La Đại Tướng, hóa thân của Phật Di Đà, là sẽ hộ mạng, hộ mạng cho người tuổi Dậu. Mọi người nhớ nha. Rồi tiếp theo là Phạt Chiết La Đại Tướng, hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, sẽ hộ mạng cho người tuổi Tuất. Tiếp tục Cung Tỳ La Đại Tướng, hóa thân của Phật Di Lặc, hộ mạng cho người tuổi Hợi. Hết rồi. Và ở đây thì mình thấy có nhiều những cái bài vị á, thì ghi như thế này. Thái Âm, Di là Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Tọa vị à? Mình cũng không có rõ. Bên đây là Thổ Tú, Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân. Bên đây là Kế Đô, hình như là sao sao mọi người, chòm sao á. Địa Cung Thần Vi Kế Đô Tinh Quân. Đây là những cái chòm sao, là sao Thái Bạch nè. Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân. Hay quá mọi người. Hôm nay có duyên đến chùa thì mới biết được nhiều thứ. Mình cứ tưởng là hết rồi nhưng mà bên đây còn hai vị nữa. Mình chia sẻ luôn. Ngài đây là Chiêu Đỗ La Đại Tướng, hóa thân của Kim Cang Thủ Bồ Tát, là hộ mạng cho người tuổi Sửu. Bên đây là Tỳ Yết La Đại Tướng, hóa thân của Phật Thích Ca, hộ mạng cho người tuổi Tý. Rồi, người tuổi Tý. Đây là những cái sao. Đây là sao Thủy Diệu. Bên đây là sao La Hầu. Sư bà đang nghỉ trưa mà không có tiền, không có tiền để mà hỏi thăm, cho nên thôi mình cứ chia sẻ quanh chùa thôi. Bên trong chánh điện á, rất là đơn sơ. Đơn sơ nhưng mà cảm thấy rất là ấm cúng mọi người. Mình nghe nói nha, những cái chai nước á, mà được đặt lên bàn Phật và trì chú trong một khoảng thời gian dài á, thì cái nước nó sẽ khác so với lại cái nước bình thường không có trì chú. Mà không biết cái điều đó nó có đúng sự thật hay không, mình cũng chưa có kiểm chứng được. Nhưng mà mình nghĩ chắc có lẽ nó cũng có mọi người. Bởi vì người ta có nói là Phật Pháp là nhiệm màu, cho nên là có thể là chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra mọi người. Thật sự mà nói thì mình cũng đi ngang qua chùa rất là nhiều lần rồi mà mình không thấy, bởi vì là ngôi chùa nằm lọt thỏm ở trong một cái hẻm rất là ngoằn nghèo ở một cái huyện miền núi. Vì vậy rất là khó khi mà chúng ta nhìn thấy, bởi vì là cái bảng giá ở ngoài đường lớn nó cũng rất là nhỏ như thế này thôi. Nếu mà chúng ta để ý kỹ thì chúng ta mới thấy, và nếu mà đủ duyên thì mới thấy được chùa. Chứ thật sự là mình nói là mình cũng đi Khánh Vĩnh rất là nhiều lần và thăm những hoàn cảnh khó khăn ở đây cũng rất là nhiều, nhưng mà vẫn chưa có duyên. Và ngày hôm nay thì đủ duyên rồi để mà chia sẻ đến mọi người một cái ngôi chùa rất là đẹp, yên bình nè, rồi đâu đó là có những cái điều tâm linh nữa. Và
Khi nãy khi mà mình đến khu chánh điện, mình thấy ở đó là thờ rất đặt lên bàn thờ rất là nhiều nước, và trong số những chai nước đó mình thấy nó có sự khác biệt, nhưng mà mình không có dám chia sẻ hình ảnh nó lên, bởi vì là đôi khi đưa lên thì mọi người có một số người sẽ nói là mê tín rồi không có tin, rồi sẽ bàn tán về cái việc đó, và tin hay không thì tùy tâm của mỗi người thôi. Bởi vì khi mà chúng ta đặt nước lên bàn thờ, mà đặc biệt là thờ Phật á, thì khi chúng ta trì chú mà nó đủ thời gian hoặc là đủ công đức của mình vào đó, đủ cái tâm của mình hướng vào đó, chánh niệm vào đó, thì cái nước đó nó sẽ khác biệt so với những chai nước mà chúng ta không phát tâm vào đó. Thôi thì tin hay không thì cũng tùy vào mỗi người thôi. Và Nhân chia sẻ như vậy thì nếu mà mọi người ai có duyên đến thăm chùa thì hãy tự mình trải nghiệm, tham quan và đi thăm chùa đó. Thì hôm ngày hôm nay thì mình cũng có duyên đến thăm chùa để chia sẻ một vài hình ảnh đẹp của chùa vậy thôi. Thì nếu mà xem thì mọi người đừng quên là đón xem những cái video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye mọi người.